Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái nồi nấu cánh khuấy, nồi nấu nghiêng đổ. Nồi này thì sẽ có dung tích là 80 lít và chúng tôi vừa các công sản xuất xong. Bây giờ là thợ sẽ vệ sinh máy, chấm các cái nối hàn để vệ sinh máy. Máy này thì sẽ có kích thước của cái nồi nấu là 450 nhân với lại 500. Với dung tích là 80 lít thì cái motor sử dụng cho cái nồi này là motor giảm tốc 1 HP. Và công suất tiêu thụ của cái nồi này là 12 kW ạ. Toàn bộ cái máy này thì sẽ được làm bằng inox riêng về cái phần nồi và cái phần cánh khuấy của cái nồi này thì sẽ được làm bằng inox 3.4. Nồi được cấu tạo 3 lớp bao gồm lớp đầu tiên tiếp xúc với nhiên liệu là inox 3.4 dày 1.5 in, lớp thứ hai chứa lớp dung môi truyền nhiệt và lớp inox 3.4 dày 1.5 in, lớp thứ ba sẽ bao gồm lớp bông thủy tinh cách nhiệt và lớp inox 3.4 dày 1 ni bảo ôn bên ngoài, giúp các bạn an toàn khi sử dụng cũng như là tiết kiệm điện. Cái bộ chân khung của cái nồi này là khung vuông 50-50 dày 1.2 ni và có bánh xe để các bạn di chuyển một cách dễ dàng ạ. Nồi này thì các bạn có thể nghiêng đổ bằng tay quay nghiêng đổ ạ. Đây là cái bảng sử dụng của máy. Khi mà vệ sinh máy thì chúng tôi sẽ quấn ni lông lại như này để nước khi rửa nó không bị văng vào trong cái tủ điện này. Một cái hộp tủ điện hiện đại sẽ bao gồm công tắc tắt mở, có đồng hồ chỉ thời gian, đồng hồ chỉ nhiệt độ và hai cái đồng hồ này các bạn sẽ cài đặt theo ý muốn của mình. Công tắc thứ hai là công tắc của motor của cánh đảo. Cánh đảo này thì các bạn cũng sẽ điều chỉnh được cái tốc độ nhanh chậm bằng cái đây là cái mặt sau của cái nồi. Nồi này chúng tôi cũng sẽ làm cái lắp sẽ lên là đang rửa hiệu ăn nhé. Khuấy thì là được làm bằng cây yến mạch và có chiếc lông chuyên dụng rất khắp đáy là thành ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái nồi nấu cánh khuấy, nồi nấu lật nghiêng như thế này thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238 ạ. Hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Inox Thanh Hưng và hẹn gặp lại các bạn vào các video. Xin cảm ơn ạ.